Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Vào ngày hôm qua thì Redmi đã chính thức ra mắt series Redmi K40 và khác so với dự đoán của mình đôi chút, chúng ta có 3 phiên bản và chúng ta sẽ được phân chia ra thành từng mức cấu hình khác nhau. Và với mức giá 7 triệu đồng ở trên chiếc Redmi K40 thì mình hoàn toàn có thể khẳng định rằng chiếc máy này có thể cạnh tranh trực tiếp so với chiếc Motorola Edge S khi về thị trường Việt Nam với con chip Snapdragon 870 vô cùng mạnh mẽ và một màn hình với tần số quét 120Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng 360Hz. Những chi tiết khác, những cái thông số cụ thể ở trên toàn bộ ba chiếc máy này như thế nào cũng như là về mức giá của nó ra sao thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Đến với chiếc máy đầu tiên là chiếc Redmi K40, điểm qua đôi chút về thông số màn hình. Redmi K40 sẽ trang bị màn hình AMOLED E4 với kích thước 6.67 inch, hỗ trợ độ phân giải Full HD cộng và tần số quét 120Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 360Hz. Máy sẽ sử dụng kiểu thiết kế màn hình đục lỗ và theo những thông tin mà mình tìm hiểu thì phần đục lỗ trên chiếc máy này siêu nhỏ khi chỉ nhỏ khoảng 2.76mm và nó được đặt ở bên phía chính giữa, với phần viền bezel siêu mỏng và chỉ dày 3.5mm. Về ngôn ngữ thiết kế ở phần mặt sau thì như anh em có thể nhìn thấy nó hoàn toàn giống so với chiếc Xiaomi Mi 11 được ra mắt trong khoảng thời gian gần đây. Thực ra thì cũng không hẳn khi mà cái phần module camera ở trên chiếc Redmi K40 nó sẽ to hơn đôi chút. Nói theo một cách khác thì nó na ná giống so với chiếc Mi 10T Pro hơn. Chúng ta sẽ có một hệ thống 3 ống kính camera sau để giúp cho chúng ta có được những trải nghiệm chụp ảnh nó tốt nhất có thể. Về hệ thống camera thì Redmi K40 sẽ trang bị hệ thống 3 camera được xếp theo chiều dọc và đặt trong module hình chữ nhật, bao gồm cảm biến chính 48MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera macro 5MP. Và ở mặt trước chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải 20MP. Và ở bên trong thì máy sẽ trang bị con chip Snapdragon 870 kết hợp với 8GB RAM và 256GB ROM, hỗ trợ mở rộng thông qua thẻ nhớ microSD, và máy sẽ được trang bị một viên pin dung lượng 4520mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W thông qua cổng USB-C. Với cơ bản, con chip Snapdragon 870 đã là một con chip rất mạnh và chúng ta đã có rất nhiều những cái video bench test điểm hiệu năng ở trên con chip Snapdragon 870 rồi. Đây là một con chip quái vật và nó gần giống như kiểu là một phiên bản được tăng xung ở trên con chip Snapdragon 865. Thế nên là nếu như những anh em nào mà vẫn còn đang lăn tăn về khoản tương thích ở trên con chip Snapdragon 888 thì hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản Redmi K40 này. Máy sẽ được tích hợp cảm biến vân tay ở bên phía cạnh bên và sẽ được trang bị loa kép. Đây là toàn bộ những tính năng ở trên chiếc Redmi K40. Để tổng kết lại thì chúng ta sẽ có những cái cắt giảm nhất định, tất nhiên rồi chúng ta vẫn sẽ có phần khung được hoàn thiện bằng nhựa thôi. Nhưng để đánh đổi lại thì chúng ta được trang bị rất nhiều những thông số nổi bật. Ví dụ điển hình như là chúng ta có loa kép ở trong phân khúc tầm giá 7 triệu chẳng hạn. Rồi đi kèm với đấy chúng ta cũng sẽ có kháng nước cầu bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP53, chúng ta có một hiệu năng mạnh mẽ. Chúng ta đi kèm với đấy chúng ta còn có một cái thiết kế màn hình phải nói là rất chất lượng đấy chứ. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc Redmi K40 thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai chiếc máy tiếp theo ở trong video ngày hôm nay. Đây mới là hai chiếc máy tâm điểm ở trong series Redmi K40. Đây chính là chiếc Redmi K40 Pro và K40 Pro Plus. Cả hai chiếc máy này thì đều được trang bị màn hình AMOLED E4 với kích thước 6.67 inch, tần số quét 120Hz và độ sáng 1300 nits. Ê, từ từ, nhưng mà anh em nghe cái mức thông số này có cảm thấy được cái sự quen thuộc không? Thông số này gần tương đồng so với chiếc Xiaomi Mi 11, nó cắt giảm đôi chút về độ sáng, cắt giảm đôi chút về kích thước màn hình. Cho nên mình vẫn đang không biết là liệu khả năng hiển thị ở trên K40 Pro và K40 Pro Plus liệu nó có tương đồng so với chiếc Mi 11 hay không. Và mình cũng đang rất mong chờ khả năng hiển thị ở trên chiếc máy này. Về hiệu năng thì cả hai sẽ trang bị con chip Snapdragon 888 cao cấp nhất hiện nay của Qualcomm, kết hợp với mức bộ nhớ RAM cao nhất là 12GB và dung lượng bộ nhớ trong lớn nhất lên tới 512GB. Về camera thì Redmi K40 Pro và K40 Pro Plus sẽ có đôi chút chênh lệch. Ở trên K40 Pro chúng ta sẽ có cảm biến chính 64MP, còn K40 Pro Plus sẽ là cảm biến ISOCELL H12 của Samsung, độ phân giải 108MP. Và cả hai sẽ được trang bị camera góc siêu rộng 8MP và camera macro 5MP. Cả hai đều được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình và camera selfie ở mặt trước đi kèm với một viên pin 4520mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W thông qua cổng USB Type-C. Về cơ bản, khi mà anh em nghe qua cái mức cấu hình này thì anh em sẽ nhận ra rằng chúng ta sẽ chỉ có đôi chút cắt giảm về phần camera mà thôi. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu nó có đáng hay không? Cái này là tùy vào anh em và tùy vào chất lượng cảm biến ISOCELL HM2 của Samsung. Về mức giá thì chúng ta sẽ có 4 option ở trên chiếc Redmi K40. Đấy là 6GB RAM, 128GB ROM, 8GB RAM, 128GB ROM, 8GB RAM, 256GB ROM và 12GB RAM, 256GB ROM. Nghe nó hơi bắt lú một xíu đúng không? Vậy thì mức giá của nó cao nhất sẽ dao động trong khoảng 9,6 triệu đồng và thấp nhất sẽ là 7,1 triệu đồng. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn khá nhiều so với chiếc Redmi K40 Pro với mức giá khởi điểm là 10 triệu đồng.
và cao nhất đấy là biến thể 8GB 256GB ROM sẽ có mức giá là 12 triệu đồng. Tức là về cơ bản thì chúng ta sẽ có được một con chip mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta phải bỏ ra khoản tiền đó là 3 triệu đồng chênh lệch, thì nó sẽ là một cái gì đấy hơi e ngại một chút. Còn đối với phiên bản Redmi K40 Pro Plus, phiên bản cao nhất thì sẽ có mức giá là 13,2 triệu đồng và chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một biến thể 12GB 256GB mà thôi. Thế nên đây sẽ là một trong những hạn chế nho nhỏ để người dùng chúng ta có thể tiếp cận được với chiếc Redmi K40 Pro và K40 Pro Plus, vì cơ bản là K40 năm nay thực sự rất ngon rồi. Và theo dự kiến thì Redmi K40 sẽ được bán ra vào ngày 4 tháng 3, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn sẽ được tiến ra thị trường vào cuối tháng 3 này. Vậy thì anh em mong chờ gì ở trên ba chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và theo anh em, liệu những cái chiếc máy này là có đáng để chúng ta có thể lựa chọn hay không? Một lần nữa hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và nhớ subscribe kênh YouTube chúng mình. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.